Dạ rồi, hôm nay ngày cuối tuần em đến với kênh là TK để giao lưu với quý cô bác anh chị một số phôi nhãn lông. Số điện thoại của em là 0383 179 207, Khoa cũng xin cảm ơn rất nhiều đến quý cô bác anh chị đã ủng hộ kênh và ủng hộ Khoa trong thời gian vừa qua. Khoa xin phép được giao lưu một vườn nhãn lông dáng bonsai cây quái không nha quý cô bác anh chị. Rồi xin phép được giao lưu với cô bác anh chị một cây nhãn lông số 1 để Khoa quay một vòng cho quý cô bác anh chị cùng xem. Cây này là cây dáng bay nha, có đầu hồi rất là đẹp nha quý cô bác anh chị, cây quái lắm. Chiều cao của cây là 64, hoành thân của cây là 53, cây rất là đẹp nha, sống khỏe nha quý cô bác anh chị. Vườn này là Khoa tuyển chọn cây đẹp cây quái đem về giao lưu với quý cô bác anh chị không đó. Rồi cây mã số 1 này Khoa xin phép giao lưu với quý cô bác anh chị là giá là 2.500.000, Khoa bao vận chuyển 300 km, rồi xa hơn mình thương lượng nha quý cô bác anh chị. Dạ rồi, Khoa xin đổi cây số 2 ạ. Rồi Khoa xin phép được giao lưu với cây nhãn lông mã số 2, dáng này cũng là dáng bay nha, nó cũng có cái đầu trực lên rất là đẹp nha quý cô bác anh chị. Cây này là cây đáng sưu tầm nha, Khoa vô vườn Khoa lựa cây đẹp Khoa mới đem về giao lưu với quý cô bác anh chị mình không nha. Dạ rồi, Khoa xin phép quay một vòng cho quý cô bác anh chị mình cùng xem nha. Rồi Khoa xin phép được đo chiều cao của cây. Chiều cao của cây là 75, hoành thân của cây là 53, 53 nha quý cô bác anh chị. Rồi mã số 2 này Khoa xin phép được giao lưu với giá là 2.500.000, Khoa bao vận chuyển 300 km nha quý cô bác anh chị. Dạ rồi, Khoa xin phép được đổ qua cây mã số 3. Dạ rồi. Rồi tiếp theo Khoa xin giao lưu cây nha mai, cây nhãn lông mã số 3 này nha quý cô bác anh chị. Dáng này nó cũng là dáng bay mà nó có cái hồi về rất là đẹp nha. Cây này già cây lắm nha, Khoa tuyển chọn không đó. Khoa xin phép được đo chiều cao đó là 102. Hoành thân của cây nhãn lông này là 53. Cái đường kính bầu của nó là 50. Cái này mình vô cái chậu 8 nha. Chậu 7 chậu 8 là đẹp lắm nha. Nhãn phức luôn. Rồi cây nhãn lông mã số 3 này Khoa xin phép được giao lưu giá là 2.500.000 đồng. Khoa vận chuyển 300 km cho các anh chị mình nha. Dạ rồi, Khoa xin qua được cây mã số 4 á. Dạ rồi, Khoa cũng xin phép được giao lưu cây nhãn lông mã số 4 nha. Cây này có cái cành bay rất là đẹp nha, trực bay nha quý cô bác anh chị. Củ đế nở đẹp như củ sứ vậy nha. Dạ rồi, cành bay ra ha, trực lên. Cây này Khoa tuyển chọn không đó. Rồi Khoa xin phép được đo cái cành bay của cây 50. Chiều cao của nó là 69. Hoành thân của cây là 60. Dạ rồi, cây nhãn lông mã số 4 này Khoa xin phép được giao lưu với giá là 2.500.000, Khoa vận chuyển 300 km nha quý cô bác anh chị. Dạ rồi, Khoa xin phép được đổi cây mã số 5. Rồi Khoa xin phép được giao lưu cây mã số 5, cũng là cây nhãn lông chát hơn luôn nha quý cô bác anh chị. Chiều cao của cây là 88, hoành thân là 56 nha quý cô bác anh chị. Hoành thân là 56 nha. Rồi cái đường kính bầu của nó là 56 luôn. Khoa xin phép giao lưu cây nhãn lông mã số 5 này với giá là 2.500.000, Khoa cũng bao vận chuyển 300 km. Rồi Khoa quay vòng cho quý cô bác anh chị mình cùng xem nha. Dạ rồi, bây giờ Khoa đổ qua cây số 6. Rồi Khoa cũng xin phép được giao lưu cây mã số 6, cây nhãn lông nha. Chiều cao của cây nhãn lông này là 1m02, hoành thân của nó là 47, đường kính bầu của cây nhãn lông này là 57. Khoa quay một vòng cho cô bác anh chị mình cùng xem. Cây này rất là đẹp cây nha, nó dáng bay mà nó có cái đồng hồi về nữa ha, lắc lượng đẹp lắm. Rồi cây mã số 6 này Khoa xin phép được giao lưu với giá là 2.500.000, Khoa xin phép giao lưu 300 km. Rồi Khoa xin phép được qua cây mã số 7 ạ. Dạ rồi. Khoa xin phép được giao lưu cây nhãn lông mã số 7 nha. Dáng này trực bay nha, trực có cành bay ra rất là đẹp nha. Dạ. Rồi Khoa quay một vòng cho cô bác anh chị mình cùng xem ha. Rồi Khoa xin phép được đo hoành.
Hoành của nó là 59 nha quý cô bác anh chị. Hoành là 59. Rồi cái cành bay của cây là 1m4. Rồi cái cành cao của cây là 1m07. Rồi cây nhãn lông mã số 7 trái thơm này Phai xin phép được giao lưu với giá là 4 triệu đồng qua bao ship 300 km nha. Cây đẹp lắm. Rồi Phai xin phép qua cây số 8. Cây số 8 là cũng là cây cuối clip nha. Thì Pha xin phép được giao lưu cây số 8 này với giá là 5 triệu. Cây số 8 này là cây quái nha. Rồi Pha đo chiều cây của cây quái này cho quý cô bác anh chị cùng xem nha. 1m37. Rồi nó có cái đuôi nữa nha quý cô bác anh chị. Nó có cành bay rất là đẹp nha. Cây này rất là đẹp. Rồi hoành thân của cây. Hoành thân của cây là 52. Cây rất là đẹp nha. Cây rất là duyên dáng nha. Cây quái. Rồi cây số 8 này Pha xin phép được giao lưu với giá là 5 triệu nha. Pha vận chuyển là 300 km nha. Cây đẹp lắm. Cũng mong quý cô bác anh chị ủng hộ ạ. Rồi Pha xin phép được giao lưu với quý cô bác anh chị mình cây khế vàng, khế chua nha. Cây này là nó cỡ 50-60 năm tuổi rồi mà nó già lắm. Rồi cây này nó có 4 đợt nha. Ở đây thì cây này là cây xưa cho nên là không có bị mục thẹo hết, tại Pha chắc keo thôi. Cây này là Pha một vòng không hết luôn. Cây bự lắm. Cây bự lắm, củ nở dữ lắm nha. Chơi là chơi củ xưa, xưa tới giờ luôn á. Rồi Pha xin phép được đo cái chiều cao của cây này nha. 75. Hoành thân Pha đo tại vị trí này đi. Nó là 80. 81 tính 80. Rồi nếu mà Pha đo cái cũ xích xuống á thì nó là 100. Rồi. Còn Pha đo mà cái cũ mà cái cũ đặt của nó luôn á nha là 150. Rồi rồi Pha một vòng không hết luôn. Cái cũ đặt của nó là 150 nha, cây xưa nha. Đường kính bầu của nó là Pha đo là 85. Cái này mình vô trọng 1m là đẹp lắm nha. Nó có 4 ngọn. Về mình chỉnh sửa dây cành nha, cây này sống khỏe nha quý cô bác anh chị. Rồi cây khế này mã số 9 này Pha cũng mong muốn được giao lưu với quý cô bác anh chị là giá là 13 triệu, Pha vận chuyển 300 km, cây sống khỏe nha. Cây này đáng sưu tầm nha quý cô bác anh chị. Dạ rồi cuối lời thì Pha cũng xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã ủng hộ kênh cũng như Pha. Cũng mong quý anh chị ủng hộ em thêm nữa để em có làm thêm nhiều clip để phục vụ quý cô bác anh chị. Rồi số điện thoại của Pha là 0383 179 207. Pha xin cảm ơn.